Dạ có chứ, con hỏi thăm ông ở đây là bao nhiêu năm rồi? Ở tại Nhỏ lớn rồi. hồi nhỏ lớn giờ. Dạ. Thì ông hôm nay là ông được mấy mươi? Năm nay 80. À, 80. Mà ông mơ ước gì? Ông Nó mơ ước. có cái nhà Dạ. che mưa cho nắng. Kính thưa Hội Báo An Francisco và quý ân nhân, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2018, sơ cùng với sơ Bích Ga và cha Huỳnh Tấn Hảo đi khảo sát những ngôi nhà ở vùng giáo xứ Bonavena, hôm Mỹ Tú Sóc Trăng. Và đây là căn nhà của ông, đã 80 tuổi rồi, sợ gió bão cho nên ông phải lấy kẽm ông cột. Ông mơ ước đó là trong tuổi già mình có một cái căn nhà để mà che nắng che mưa cho hai ông cháu. Còn những người con thì đi làm mướn phương xa. Vì thế mà cha ông đó là lâu lâu mới về một lần. Và dịp Tết thì tất cả các con về. Với ngôi nhà thì rách nát như thế này, sơ mong muốn rằng Hội Báo Si Cô và quý ân nhân thương cho thực hiện được mơ ước của ông trong tuổi già. Ông chỉ cần một mái nhà che nắng che mưa, mong rằng cái sự mơ ước của ông được chúng ta rộng tình thương giúp đỡ cho ông với cháu ông được cái chỗ mà mơ ước của ông được thực hiện sớm.